À, cho con cái này. Bất ngờ quá hả? Bởi vì mỗi lần tôi kêu cô đi tiếp khách, tôi đều cho người quay lại hết. Cô sao với khách mà như thế này nọ với khách à? Tính ra cũng được 50 cái clip rồi. Cái này mà lên trên mạng chắc đã nổi tiếng càng nổi tiếng hơn. Quá lời rồi còn gì nữa. Tôi giúp cho cô mà. Anh có còn là con người nữa không hả? Anh nói cái gì tôi cũng làm theo lời anh mà. Tại sao anh đối xử với tôi như vậy? Anh thật là khốn nạn. Chửi đi. Bởi vì ngoài cái chửi ra cô không làm được cái gì hết. Anh nói đi. Bây giờ thì tôi phải làm cái gì thì anh mới tha cho tôi được hả? Đây mới là cái mấu chốt á. Đơn giản thôi. Quay một cái clip, tự thú nhận hết mọi tội lỗi của mình. Anh... Anh cái gì? Sao? Bấm một cái là lên nhiều người biết lắm. Yên tâm đi, thằng này sống có tình có nghĩa lắm. Mọi chuyện êm xuôi, tôi sẽ thu xếp cho cô qua đoàn tụ với chị cô bên kia. Làm nhanh đi nha, đợi lâu quá hay nổi điên lắm. Sao hả? Tao có nói sai không? Vậy tại sao anh không giữ lời? Anh hứa sẽ cho tôi gặp chị hai của tôi mà. Ờ ha. Đúng. Có hứa cho gặp chị hai đó. Từ từ đi. Đang bận quá, chưa sắp xếp được. Ngoan ngoãn. Ở đây, bao giờ tao thả thì tao cho mày đi gặp chị hai mày. Còn không, tao sẽ giết mày luôn đó. Bởi vì sao? Người chết mới giữ được bí mật mãi mãi. Mày hiểu chứ? Trói nó lại. Coi chừng nó cẩn thận. Dạ. Nằm sát xuống mày. Duỗi chân vô. Vậy là em đã nhận lời là người yêu của nó rồi. Vô đi. À, có chuyện gì? Dì chuẩn bị cho đêm chung kết cuộc thi Gương Mặt Triển Vọng. Sao rồi? Ừ, mọi việc vẫn ổn mà. Ok. Nếu vậy thì anh gửi báo cáo cho tôi đi. Tôi muốn biết nội dung chi tiết, bởi vì tôi muốn theo sát hoạt động của anh. Có gì đâu mà em phải bận tâm chứ. Chuyện nhỏ thôi mà. Từ nay, tất cả những việc anh làm tôi đều sẽ bận tâm. Đề nghị anh làm theo lời yêu cầu của tôi, được chứ? Ok, em muốn thì anh làm thôi. Vậy được, tôi đợi báo cáo từ anh. Linh Lan,
chuyện gì? Có một chuyện em chưa trả lời cho anh. Là chuyện gì? Tình cảm. Em đã nói với anh em sẽ trả lời cho anh mà. Thời gian qua xảy ra biết bao nhiêu chuyện như vậy mà anh vẫn chưa biết được câu trả lời của tôi hả? Anh luôn rạch ròi giữa tình cảm và công việc, và anh hy vọng em cũng vậy. Được thôi, tôi sẽ trả lời cho anh biết. Tôi từ chối. Tại sao? Anh không xứng đáng. Tôi kinh tởm anh. Ra quán cà phê đi, tôi sẽ đưa tiền cho cô. Đi Lê Đặng. À, cô Lan Anh kìa. Cô Lan Anh, chào cô Lan Anh. Cô Lan Anh, tại sao cô lại rút khỏi cuộc thi của tập đoàn World? Có phải anh Gia Quy ép cô sẽ dụ cô tố cáo anh ta vô trách nè, nhiệm không? Nè, anh không có chụp hình tôi nha. Cô nói gì đi cô? Tôi không có gì để nói hết. Sau khi bị cô bóc phốt thì anh Gia Quy không có chụp hình tôi nữa nha. Cô Lan Anh, cô Lan Anh nói gì cô đi Lan cô? Anh. Cô Lan Anh. Nghi vấn thí sinh Lan Anh rút khỏi cuộc thi là vì bị cựu CEO của tập đoàn World Gia Huy tạo áp lực khi năm xưa hai người từng có con với nhau. Chắc chắn là Nguyên Minh. Nguyên Minh đã luồn tin ra ngoài cho báo chí mới rùm beng như vậy. Đúng là con người gian xảo mà. Chưa hết đâu, chị coi đi, còn rất nhiều đường link của báo chính thống đưa tin nè. Đa số đều đưa tin đó Lan Anh và Gia Huy. Lan Anh lợi dụng chị có con với Gia Huy để được vào chung kết của cuộc thi. Em nói chung là rất là nhiều. Đó, giờ mọi người thấy như sao? Nhưng rất kỳ lạ là những bài viết này đều tấn công vào Lan Anh, chứ không phải là công ty hay là anh Gia Huy. Nhưng nếu là anh Nguyên Minh làm á, thì tại sao anh ta lại làm như vậy chứ? Cho dù không tấn công trực tiếp, nhưng bao nhiêu đó chuyện thôi đã đủ ảnh hưởng tới tập đoàn cũng như cuộc thi lần này rồi. Sắp tới sẽ rất mệt mỏi đây. Khải Nguyên, ông giúp tôi làm việc với truyền thông nha. Ừ. Linh Vi, Thái Duy, dạ, tìm cách liên lạc với Lan Anh, giải quyết chuyện này. Dạ. Ok chị. Chị, báo bận liên tục. Chị Hai ơi, thuê bao rồi. Tại sao đám nhà báo lại săn lùng bóc phố tôi như vậy? Trong khi đó tôi là nạn nhân, tại sao họ có thể vu khống tôi chứ? Mọi chuyện là do thằng Gia Huy nó bày ra chuyện này để trả thù cô đó, làm cho nó bị mất cái ghế CEO. Theo tôi biết bây giờ để lấy lại hình ảnh của nó, chắc chắn nó sẽ công khai xin lỗi cô, rồi sau đó nó nhận lại con. Tôi đoán không lầm thì hiện giờ người của nó đang dàn xếp cho hai người gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn. Anh ta muốn làm gì thì làm. Tôi đã quá mệt mỏi rồi. Tôi cũng không có ý định gặp anh ta nữa. Bây giờ anh chuẩn bị tiền cho tôi để tôi đi liền. Mà tại sao lúc nãy ở quán cà phê tôi hẹn anh ra để lấy tiền mà anh không ra? À, hồi nãy tôi có tới chứ, nhưng mà
rõ ràng không thấy cô ở đó. Vậy có thể lúc đó tôi đang bị đám phóng viên làm phiền á, nên tôi bỏ chạy đi rồi. Thôi bây giờ anh qua đây liền đi. Mà nói trước nè, xin lỗi cô trước nha. Bởi vì gấp quá cho nên tôi chỉ chuẩn bị được một ít thôi. Cô cầm đỡ đi nha. Cái gì mà gấp chứ? Cái chuyện này anh đã biết lâu rồi mà, sao mà gấp được? Nè nha, đừng có lằng nhằng với tôi nha. Anh mà không đưa tiền đủ cho tôi á thì tôi không để yên chuyện này đâu nha. Tôi biết rồi, xin lỗi nha, đừng có giận tôi nha. Ok, tôi sẽ chuẩn bị tiền cho cô đầy đủ, yên tâm đi ha. Mày vẫn còn theo dõi con Lan Anh chứ gì? Tốt, cứ vậy mà làm. Kế hoạch tao đưa ra cho mày, thực hiện đi. Vậy nha. À chị ơi, anh Huy muốn gặp chị. Huy nào? Tôi đâu biết Huy nào đâu. Anh nhà Huy chứ ai. Tôi làm không có biết. Nè nha, đừng có làm bậy nha, không tôi la lên đó. Buông ra. Công an. Công an. Công an tới. Công an tới. Công an. Nè, em có sao không? Chính nó cho người bắt tôi đó. Bây giờ bình tĩnh đi, bình tĩnh đi. Tôi đã nói với cô rồi, thằng Huy bây giờ nó ghê gớm dữ lắm. Nó vì cái ghế CEO của nó mà bất chấp thủ đoạn, chắc chắn nó sẽ tìm đủ mọi cách để hại cô. Bây giờ làm sao đây? Bây giờ phải làm sao đây? Tôi sợ quá, anh cứu tôi đi. Bây giờ vậy đi, cô trốn sang nước ngoài một thời gian đi, cầm số tiền này, rồi mọi chuyện lắng xuống, tôi sẽ gửi thêm cho cô được không? Được rồi. Tôi đi đây, tôi đi càng nhanh càng tốt. Tôi biết rồi. Nhớ cẩn thận nha Lan Anh. Cẩn thận nha. Tôi đã cho lên nhiều bài đính chính về đời tư của Lan Anh á, không dính dáng gì tới cuộc thi này hết. Lan Anh rút lui trong hòa bình và vẫn giữ mối quan hệ êm đẹp với anh Huy cũng như công ty. Nhưng mà hiện tại vẫn còn rất nhiều bình luận. Mọi người đang tẩy chay cuộc thi cũng như là bất mãn với công ty của mình nè. Nhưng những chuyện này khó có thể một lần mà dọn dẹp sạch sẽ được. Bà có nghĩ ra cách gì nữa không? Tôi nghĩ chỉ còn cách họp báo với Lan Anh mới giải quyết được vấn đề. Chị, anh, thật ra thì tụi em tìm được đến chỗ cô ở bữa giờ, nhưng mà tới nơi á thì cô chuyển đi chỗ khác, gọi điện thì khóa số liên lạc luôn rồi. Lan Anh làm cái gì vậy ta? Tình hình này thật sự là không biết phải làm sao luôn. Nếu như vậy hoài thì làm sao mà tổ chức đêm chung kết cho cuộc thi được? Anh Minh đâu rồi vậy Như? Anh Minh ra ngoài có việc từ sớm rồi.
Việc gì vậy? Như biết không? Không biết. Đang lúc công ty rối ren về chuyện của Lan Anh như vậy mà còn bỏ đi đâu không biết nữa. Như Nguyên muốn nhờ Như chuyện này nè. Nói đi. Nhờ Như tìm hiểu và thu thập chứng cứ ở phòng chiến lược và ông Minh giùm Nguyên nha. Tại vì dạo này Nguyên thấy ông Minh lơ là với công việc lắm. Tưởng chuyện gì khó. Chuyện nhỏ để Như. Cảm ơn Như nha. Nhưng mà phải có điều kiện. Còn điều kiện gì nữa? Ông nói cho tôi biết bạn gái của ông là ai đi. Thì là Linh Vy á. Linh Vy? Ừ. Ồ, sao Như thấy Như có để ý những người xung quanh Nguyên á. Thấy Linh Vy lạnh nhạt với Nguyên lắm. Thậm chí còn hay cáo gắt nữa. Như còn tưởng Vy là bồ cũ của Nguyên á, chứ không phải là bồ hiện tại đâu. Không có đâu. Tại vì tụi tôi mới quen nhau thôi à. Chưa có gì hết á. Chẳng qua là sợ bị ảnh hưởng tới công việc của công ty thôi à. Nè, Như biết rồi thì đừng có nói với ai nha. Được rồi, tôi hứa không nói với ai đâu. Cảm ơn Như nhiều. Thôi, tôi đi nha. Con mới vô hả? Dạ. Tình hình sức khỏe ba con sao rồi gì? Thì cũng nằm vậy đó, không có tiến triển gì hết. Mà dì nghe nói con phải đi khám tâm thần hả? Dạ đúng rồi. Con cảm ơn dì đã quan tâm con nha. Nhưng mà con đã được chứng nhận là sức khỏe bình thường, không có vấn đề gì hết. Ngày mai là con đi làm lại được rồi. À, mà dì có biết mấy cái file ở trong CCTV ở đâu không? Sao con tìm không thấy? Là cái gì? Dì không biết. Dì đâu có rành ba cái công nghệ đó đâu. Mà bộ nó có cái gì quan trọng lắm hả? Con quên là dì không có rành mấy cái đó. Thật ra cũng không có gì quan trọng hết á. Nhưng mà không biết có cái người xấu nào đó, ai ở trong nhà của mình, họ lấy cái file cảnh quay mà con đứng nói chuyện một mình ở trong sân vườn nhà mình á, đưa cho Nguyên Binh, thì người ta mới dựa vào đó vu khống con là bị tâm thần. Trời ơi, cái thằng này sao mà nó ác ôn dữ vậy? Đúng là cái thằng ăn cháo đá bát mà. Cái clip đó dì biết á, là ba con đưa cho nó coi. Rồi ổng nói nó là đưa con đi khám tâm thần đi. Tại vì từ lúc con bị tai nạn về tới giờ con khác lạ lắm, cho nên là ổng lo lắng cho con. Trời ơi, vậy hả dì? Chắc tại do ba con ổng già rồi ổng hầu đồ á. Bà phải mau tỉnh lại nha ba. Con không có sao hết á. Không có ai mà hại được con đâu. Con hứa với ba, con sẽ quản lý tập đoàn của mình thật tốt. Tuyệt đối á, con không để một ai có thể làm tổn hại đến lợi ích của tập đoàn mình. Ba phải tỉnh lại, để coi con trai tài giỏi của ba trừng trị những kẻ xấu này như thế nào nha ba.
Dạ thôi, con tới thăm ba, rồi con về. Dì ở lại chăm sóc cho ba giùm con nha. Ừ, con đi đi. Dạ. Không biết có làm được trò trống gì không mà đòi quản lý tập đoàn. Mày là cái đứa phái gia chi tử nhiều nhất đó. Anh. Ờ. Nè, điện thoại cho anh có chuyện gì không? Anh, em lo quá. Em nghe nó nói là nó sắp trở về công ty rồi. Mà như vậy á thì em sợ anh sẽ bị thất thế. Đã vậy nó còn có thằng Nguyên với con Linh Lan hỗ trợ phía sau nữa. Mà con Quỷ Lan đó thì rất được lòng chủ tịch hội đồng quản trị. Giờ thiệt tình, em chán cái cảnh lúc nào cũng phải chăm sóc cái ông già kia rồi. Mà anh, hay là bây giờ mình bỏ hết tất cả mọi chuyện, xong rồi mình đi tới nơi nào đó, mình bắt đầu một cuộc sống mới đi anh. Em đi anh. Em có dành dụm một số tiền, mình không có sợ đói đâu. Cảm ơn em. Cảm ơn em đã nghĩ cho anh nhiều. Nhưng mà cố gắng chờ anh thêm một thời gian nữa thôi. Một thời gian ngắn nữa thôi, chắc chắn anh sẽ làm được. Rồi mình sẽ sống hạnh phúc bên nhau. Nhưng mà đợi trong bao lâu? Em không có chờ được lâu đâu. Ráng chờ anh thêm một thời gian nữa thôi, chắc chắn sẽ nhanh thôi mà. Chỉ còn một bước nữa thôi là mình sẽ được thành công. Ráng nha. Ừ, anh cố gắng nha. Hồi nãy anh mới vô bệnh viện thăm ba, xong rồi ghé công ty mà không thấy em. Em đi đâu vậy? Em đi gặp đối tác. Anh đã hỏi dì Hạnh rồi. Dì Hạnh nói clip trong CCTV mà Nguyên Minh dùng là do ba anh đưa cho anh ta. Anh thấy thương ba quá à. Lúc đó chắc ba nghĩ anh có vấn đề thiệt nên mới nhờ Nguyên Minh như vậy. Thật không ngờ anh ta lại dùng nó chống lại anh. Ba mà biết được chuyện này chắc chắn sẽ tự trách mình. Anh đừng suy nghĩ nữa. Là do ông nội Nguyên Minh kia xấu xa thôi. Em ghét ổng ghê. Vậy em có ghét anh không? Dĩ nhiên là ghét rồi. Nè. Ê, dạ mẹ. Con nhắn tin cho ai mà cười tươi dữ vậy hả? À, con đâu có đâu. Con nhắn cho ai đâu. Nhắn công việc không à? Nhắn công việc hả? Dạ. Nhắn công việc mà sao vui dữ vậy con? Theo ba biết là thời gian gần đây là công việc của con á, nó làm cho con rối rắm lắm mà. Ừ, đúng rồi. À, nè ông thấy không? Cái mặt của nó tươi như vậy đó, chắc là có người yêu rồi đúng không? Ủa, phải đâu không? Có. Có thì nói nha. Nói cho ba mẹ biết đi. Không, không có. Trời ơi, con mà yêu ai? Gì vậy? Con đi tắm nha ba mẹ. Ủa? Chưa trả lời mà. Đi đâu sao hả? Vậy? Nè nè, Vivi. Dạ. Cái chuyện này của chị con có thiệt không vậy hả? Bộ chị con có người thì yêu hả? Ba. Con biết điều gì không? Nói cho ba mẹ nghe coi. Dạ không. Ba cái chuyện yêu đương nhanh nhất, ba mẹ đừng hỏi con. Gì vậy? Ủa sao kỳ vậy? Sao đứa vui đứa buồn vậy? Là sao ông? Sao biết được trời? Kính thưa hội đồng quản trị, như mọi người cũng đã biết, hiện nay có rất nhiều bài báo viết về cô Lan Anh. Và về việc này đã làm cho cuộc thi tìm kiếm gương mặt triển vọng của chúng ta bị rủi ro. Và cũng như là khán giả quay lưng với tập đoàn của chúng ta rất nhiều. Tôi nghĩ việc cấp bách bây giờ chúng ta cần làm đó là tìm ra biện pháp để đối phó với tình hình hiện nay.
Linh Lan à, con với tư cách là CEO của tập đoàn mà con không thể nào giải quyết được cuộc khủng hoảng của giới truyền thông như thế này thì rất là tệ đó con à. Con làm cho chú và tất cả những cổ đông ở đây không có yên tâm đâu con gái. Chú Long nói đúng. Thân là người điều hành, tôi không thể thoái thác trách nhiệm của mình được. Tôi thành thật xin lỗi mọi người. Và hiện nay tôi đang cố gắng nỗ lực để tìm kiếm Lan Anh. Vì chỉ cần Lan Anh trả lời với báo đài và giải thích hết tất cả mọi chuyện thì tôi tin là sự việc lần này sẽ được lắng xuống êm xuôi. Còn lâu cô mới tìm ra được cô ta. Tôi thách cô đó. Vào đi. Dạ thưa hội đồng quản trị, hôm nay tôi đến đây là để cho mọi người xem kết quả giám định thần kinh của tôi. Đây là kết luận của viện, mọi người xem qua. Đã có kết luận rõ ràng từ bệnh viện, cậu Huy hoàn toàn bình thường về mặt tinh thần và tâm lý. Mọi người ở đây còn có ý kiến gì nữa không? Đúng, tinh thần cậu ấy không ổn như vậy là tôi không đồng ý đâu. Đúng không? Mời cô. Kết quả giám định thì đã có rồi, nhưng mà tôi thật sự vẫn chưa yên tâm để cho cậu Huy quay trở lại để điều hành công ty của chúng ta. Như mọi người cũng đã biết rồi đó, hình ảnh của giám đốc công ty chúng ta thì hiện tại đang rất là tệ đối với khách hàng và truyền thông, nhất là sau các bài báo nói về Lan Anh. Ai đồng ý với tôi giơ tay. Nói cái gì nói lớn lên. Tôi nói là sao này? Nói cho đàng hoàng. Rồi nói đi. Tôi nói là sao hồi nãy không dựng ở ngoài mà chạy vô đây, ai mà chụp hình được là ba mẹ tôi giết tôi chết luôn á. Gì vậy bà nội? Trời ơi, cái người phải lo lắng về chụp hình là tôi nè. Nghĩ sao mà tự nhiên thấy gì là dẫn một người con gái lù lù hai đứa nắm tay vô khách sạn. Tự tin lên. Đi tập thờ người ta mới nghi. Đi vô đây, đi ngang lên coi. Đi. Không có được đi vậy người ta nghi đâu. Anh ơi, ở đây mình là khách sạn ha. Dạ phải. Dạ. Anh tên gì vậy? Em tên Dũng à. Dạ. Ba mẹ anh nhà khỏe không anh? Khỏe. Nhà anh gần đây không? Dạ gần à. Dạ. Ngủ tuổi bà ơi. Trời ơi mắc cỡ. Đổi đi. Anh ơi, chị Lan Anh có ở đây không? Chị Lan Anh có ở đây không anh? Dạ không à. Rồi sao chị không có đây? Rõ ràng là chị Lan Anh ở đây mà. Dạ chị mới check in à. Check in là chị mới vô phải không anh? Vậy là chị vô chị ở phòng nào vậy? Tại vì em biết là chị ở phòng 401 á. Ủa sao biết ở 401? Nói đại đi, người của người ta, ngu của người ta. Anh ơi, thật ra em xin lỗi. Thật ra là hôm nay em đến đây tìm chị Lan Anh. Thì chị Lan Anh ở phòng 401. Thì em không biết là chị Lan Anh đã vẫn còn ở đây hay là chị Lan Anh đã check out ra chỗ khác rồi hả? Dạ chị đã check out ra về rồi. Chị về rồi dạ. Hả? Nhà chị đâu anh biết không? Dạ em không biết rồi. Vậy hả? Vậy còn nhà anh ở đâu? Nhà em... Thôi, anh đừng có buồn nữa. Tại vì hiện tại bây giờ thời điểm này đang quá nhạy cảm, nên hội đồng quản trị mới phải cân nhắc cái chuyện mà anh trở về làm tổng giám đốc thôi. Chứ mọi người vẫn luôn thấy được năng lực của anh mà. Bây giờ á, mình cố giải quyết chuyện của Loan Anh ổn thỏa đi, rồi hội đồng quản trị
sẽ không làm khó gì anh nữa đâu. Anh hiểu mà. Dù gì thì cũng tại anh mà tập đoàn mình liên tục xảy ra những biến cố. Có khi anh không làm CEO nữa sẽ tốt hơn á. Với lại, không phải là em đang làm rất tốt sao? Em đang cố cầm cự thôi. Nếu như mà không có Khải Nguyên giúp đỡ em, không biết là em có chống cự nổi tới bây giờ hay không nữa. Anh là người xứng đáng nhất cho vị trí tổng giám đốc của tập đoàn World đó. Nếu như vậy thì từ đây anh sẽ hỗ trợ em, chịu không? Linh Vy nó đi tìm Lan Anh. Hả? Alo, chị nghe nè Vy. Hả? Không sao đâu. Thôi, tụi em về đi. Tụi em đã cố gắng hết sức rồi. Ok. Không có tìm được Lan Anh rồi đúng không? Tụi nó không có tìm được Lan Anh, mà cổ trả vòng rồi, đi đâu cũng không ai biết luôn. Anh, nếu như bây giờ mình không tìm được Lan Anh, vậy mình tạm quản đêm chung kết của cuộc thi được không? Tại vì hiện tại khán giả đang tẩy chay quá nhiều. Anh thấy sao? Không, không được. Nếu như mà bây giờ em tạm quản cuộc thi này thì càng bị tẩy chay hơn nữa. Theo anh thì dù mình có tìm được Lan Anh hay không thì đêm chung kết vẫn phải diễn ra, để cho người ta thấy sự chuyên nghiệp và uy tín của tập đoàn mình, sự công bằng với các thí sinh tham gia cuộc thi. Đồng thời nó càng thể hiện được là những việc của Lan Anh nó không có liên quan gì đến kết quả của cuộc thi hết. Ghê vậy ta. Tổng giám đốc hàng hiệu có khác, ai như tổng giám đốc pha ke này. Nói gì ạ? Pha ke là gì? Lan à, làm lại vụ hồi nãy đi. Vụ gì? Cái vụ gì? Anh bị khùng hả? Đánh trong công ty đó. Cũng may mà thằng Huy nó không sao. Cái lúc mà ba con tỉnh táo á, thì ba con cũng đã sợ cái điều này. Sợ khi nó đã xảy ra tai nạn rồi á, nó sẽ trở thành một con người khác. Cho nên ba con đã cho người theo dõi. Những cái clip mà con cho mọi người xem về thằng Huy á, là chính ba con. Ba con đã gửi cho con. Thì con mới có những tư liệu đó để cho mọi người xem đó mà. Theo như lời con nói thì Huy nó không bị tâm thần cũng là may mắn cho nó. Dạ. Nhưng mà con biết không, để cho nó quay trở lại chức vụ CEO thì thực sự cũng rất là khó. Tạm thời cứ để cho Linh Lan nó nắm giữ đi. Mặc dù chú thấy rằng nó không đúng cho lắm, nhưng mà dẫu sao thì con bé đó cũng là một người rất là có tài, cho nên chú rất tin tưởng nó. Chú Long à. Cái gì? Bộ chú không tin tưởng con sao? Chú cũng biết là những gì mà thằng Huy nói rõ ràng là do Ngọc Anh làm mà. Con hiểu lầm rồi, chú rất là tin con tuyệt đối luôn đó con. Tin con tuyệt đối? Vậy thì tại sao chú lại đưa Bảo Như vào làm cùng phòng với con để giám sát con? Con hiểu lầm rồi, nhưng thực sự phải nói với con một câu rằng con rất là thông minh. Nếu muốn nói là giám sát con thì ai mới là người có đủ trình độ đây? Bảo Như nó không có tư cách đó. Thực ra thì chú điều Bảo Như đến là để trợ giúp cho con thôi. Dẫu sao thì Ngọc Anh nó cũng đã biến mất rồi. Vô đi. Dạ con chào chú Long.
Mới vừa nhắc đến con là con đã đến rồi. Dạ. À, anh Nguyên Minh, đây là một người rất là có tài. Nếu được sự trợ giúp của con, anh Minh sẽ còn tiến xa hơn nữa đó con gái à. Dạ chú. À, con biết không, phòng chiến lược có nhiều thứ rất là hay, phải cố gắng học hỏi để hỗ trợ cho anh Minh nha. Nha. Đi làm có quen chưa? Dạ, đối với con thì công việc ở đâu cũng vậy thôi, con thích nghi nhanh lắm. Với lại con sẽ cố gắng nắm bắt công việc ở phòng chiến lược mình. Vậy thì tốt. Thôi, hai đứa ở lại làm việc ha. Chú đi về, tại vì già cả rồi, bác công già đi tới đi lui họp hành hoài mệt lắm ha. Hai đứa làm dạ. việc nha. Dạ, dạ chú Lâm về ạ. Anh Minh nè. Bây giờ trong phòng mình còn có hai người à. Em hỏi anh câu này, anh trả lời thiệt nha. Ok. Bộ anh thích vị trí CEO của tập đoàn này lắm hả?